Avenzac. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avenzac. Cô chào tất cả các em. Ở bài trước thì chúng ta đã đi tìm hiểu về nam châm vĩnh cửu. Nam châm là một vật dụng được sử dụng khá phổ biến, có tính ứng dụng cao trong cuộc sống. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chúng ta cần có một nam châm thật là lớn, có thể hút được các vật liệu hàng chục tấn. Vậy, những nam châm đó người ta sử dụng gọi là nam châm điện. Nam châm điện được tạo ra như thế nào? Nó có đặc điểm gì khác với nam châm vĩnh cửu? Cô cùng các em hãy đi tìm hiểu trong bài 21 Nam châm điện. Một số cần cầu dùng lực từ có thể nhấc được các vật nặng hàng chục tấn bằng sắt, thép lên cao. Chúng hoạt động không phải nhờ nam châm vĩnh cửu, mà nhờ nam châm điện. Vậy, nam châm điện được tạo ra như thế nào? Chúng ta cùng vào phần 1 đi tìm hiểu về nam châm điện. Thí nghiệm về nam châm điện. Ở đây, cô cần chuẩn bị nguồn điện, công tắc, dây dẫn điện, đinh vít, đoạn dây dẫn và các kẹp giấy. Lúc đầu chưa đóng công tắc, đinh vít không hút các kẹp giấy. Nhưng khi công tắc đóng, đinh vít lại có khả năng hút kẹp giấy. Như vậy, khi đó đinh vít đã trở thành một nam châm. Và nam châm trong trường hợp này được tạo ra nhờ có các vòng dây dẫn quấn quanh đinh vít và đó chính là nam châm điện. Vậy, nam châm điện có cấu tạo chính gồm ống dây dẫn bên trong có lõi sắt nọt. Khi có dòng điện đi qua, lõi sắt trở thành nam châm và có khả năng hút các vật bằng sắt, thép. Nam châm điện được ứng dụng rất nhiều trong đời sống. Nó được sử dụng rộng rãi trong các thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hay máy rút tiền tự động. Trên các thẻ này đều có giải từ bên dưới. Giải từ này được làm từ nam châm điện. Nam châm điện cũng mở ra một kỷ chương mới cho ngành giao thông vận tải. Nhờ có việc áp dụng các tính năng của nam châm điện mà tốc độ di chuyển của tàu điện ngầm trở nên nhanh hơn, rút ngắn thời gian di chuyển. Vậy, khi chúng ta thay đổi cường độ dòng điện chạy qua các dây dẫn, thì từ trường của nam châm điện thay đổi như thế nào? Chúng ta cùng sang phần 2. Đi tìm hiểu ảnh hưởng của dòng điện đến từ trường của nam châm điện. Ở trong thí nghiệm này, chúng ta sẽ cần có nguồn điện, công tắc, dây dẫn, đinh vít và các đinh ghim. Ngoài ra, ở đây chúng ta sẽ cần có hai viên pin giống nhau. Trường hợp đầu tiên, chúng ta sử dụng nguồn điện là hai viên pin. Trường hợp thứ hai, chúng ta sử dụng nguồn điện gồm có một viên pin. Qua quan sát, chúng ta thấy rằng khi sử dụng nguồn điện gồm hai pin thì nam châm điện hút được nhiều đinh ghim hơn. Hay chúng ta nói rằng từ trường khi đó của nam châm điện mạnh hơn. Vậy từ thí nghiệm này, chúng ta rút ra nhận xét, khi tăng hoặc giảm độ lớn dòng điện, thì độ lớn lực từ của nam châm điện cũng tăng hoặc giảm. Và khi đổi chiều dòng điện, thì từ trường của nam châm điện cũng đổi chiều, và độ lớn của lực từ thì không đổi. Như vậy là chúng ta có thể làm thay đổi từ trường của nam châm điện bằng cách thay đổi cường độ dòng điện. Và đây cũng chính là điểm khác biệt cơ bản giữa nam châm điện và nam châm vĩnh cửu. Nam châm vĩnh cửu có từ trường gần như không thay đổi được, còn nam châm điện thì có từ trường thay đổi được bằng cách tăng giảm cường độ dòng điện hoặc là tăng giảm số vòng dây. Nam châm điện được ứng dụng rất nhiều trong các nhà máy cơ khí luyện kim, bởi vì ở đây có nhiều các bụi vụn sắt và chúng ta sẽ sử dụng nam châm điện để thu gom bụi vụn sắt
làm sạch môi trường. Hay đối với chim bồ câu. Chim bồ câu, các bạn đã biết là nó có một khả năng đặc biệt là xác định được phương hướng chính xác trong không gian. Để xác định được phương hướng này thì chim bồ câu ảnh sẽ định hướng theo từ trường của trái đất. Và sự định hướng này có thể bị đảo lộn nếu như trong môi trường có quá nhiều nguồn phát sóng điện từ. Vì vậy chúng ta sẽ cần phải bảo vệ môi trường, tránh ảnh hưởng tiêu cực của sóng điện từ, chính là góp phần bảo vệ thiên nhiên. Bài học ngày hôm nay chúng ta đã đi tìm hiểu về nam châm điện, cấu tạo của nam châm điện. Gồm có ống dây dẫn, bên trong có lõi sắt. Và khi có dòng điện đi qua, lõi sắt sẽ trở thành một nam châm và có khả năng hút các vật bằng sắt thép. Chúng ta có thể thay đổi từ trường của nam châm điện bằng cách tăng hoặc giảm độ lớn dòng điện. Và khi đổi chiều dòng điện thì từ trường của nam châm điện cũng đổi chiều, còn độ lớn của lực từ không đổi. Trên đây chính là toàn bộ nội dung mà các em cần phải ghi nhớ sau khi học xong bài 21 nam châm điện. Các em hãy học bài và đọc trước, nghiên cứu trước bài học ngày hôm sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.